Hello nha anh em, em là Thắng bên ngành xe máy cánh thép nha anh em. Full LED 2021 mới về nha anh em, trắng này bán 2021 nè, bẩn nè, bẩn xanh nè, đáp nè 2021 nha anh em. Ồ đô thấp thôi, xe áo xong liền sạch sẽ nha anh em. Ồ đô 7K6, ok. Quá đẹp, xe này là zin nha, toàn bộ như cốt trước chưa mở luôn anh em, vỏ đồ còn cặp hết nha, ta còn cái chìa thôi, còn một chìa thôi. Như vậy nào anh em coi nha, quá đẹp, phục sơn này, sơn còn mới luôn nha, chưa nổ luôn nha anh em. Đây sát vỏ 2021 ở đây có nổ hơi nha anh em, đắp tán còn quá đẹp, đồng máy nè anh em. Rồi bọng rồi, ốc rồi còn sáng nha, đẹp nha. Đó, mới chát luôn. Đó, bô rồi, lò xo rồi nè. Đấy. Nhìn em cốp sao nha anh em. Gấp mà. Sao là mở tăng sơn thôi nè. 7.000 dư tăng sơn nè. Nói chung là xe này còn liền đẹp nha anh em. Không lỗi một chỗ nào hết nha. Đó. Không xăng lớn. Yên. Rồi, lên máy cho anh em coi nha. Bấm đề là nổ nha. Đó. Máy ấm im nha anh em. Em nó 30 mấy triệu thôi anh em. Anh em muốn chi tiết thì liên hệ nha. Số điện thoại em để dưới phần mô tả nha anh em. Con này 30 mấy triệu nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ bên em nha. Em có để số điện thoại của anh em dưới phần mô tả, liên hệ lúc xe luôn nha anh em. Rồi cảm ơn anh em.